Sau lần hợp tác với Bạch Lộc trong Hậu Ninh An Như Mộng, Trường Lăng Hách giờ đây phải đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp, nam diễn viên dần đánh mất đi nhiều thương vụ cao cấp, giá trị thương hiệu cũng đang sụt giảm đáng kể. Những ngày đây, truyền thông xứ Trung không ngừng đưa tin về việc sao nam Ninh An Như Mộng, Trường Lăng Hách bị xuống cấp tài nguyên, giá trị thương mại giảm. Thông tin này hiện đang nhận được sự quan tâm rộng rãi và bàn tán xôn xao của cư dân mạng. Theo trang Sohu Trung, một số trang báo mạng khác đưa tin Trường Lăng Hách đã đánh mất một số thương vụ lớn, trong đó có thương hiệu cao cấp là Dior, Chopard, Haagen-Dazs. Điều này khiến người hâm mộ mỹ nam 9X phiền não, lo lắng thay cho thần tượng. Được biết, những thương vụ siêu lớn được nhắc tới ở bên trên đều đã ký hợp đồng với Trường Lăng Hách trước khi Vân Chi Vũ, Ninh An Như Mộng phát sóng. Cứ ngỡ sự nghiệp của anh chàng sẽ nhờ các dự án trọng điểm này mà phân lên như diều gặp gió, nhưng tới cuối cùng anh vẫn dậm chân tại chỗ, mãi chưa thể thăng tiến như các đồng nghiệp nam khác. Cư dân mạng suy đoán chính bởi lý do này đã làm ảnh hưởng tới việc gia hạn hợp đồng của Trường Lăng Hách với các nhãn hàng. Ngoài ra, một thời gian ngắn trước đây, vài netizen còn phát hiện ra Trường Lăng Hách đã mặc trang phục của đối thủ cạnh tranh với Dior là Gucci trong 3 ngày liên tiếp. Mặc dù đây có thể chỉ là sở thích cá nhân, nhưng nhiều khán giả cho rằng phong cách thời trang của nghệ sĩ phải phù hợp với thương hiệu mà người đó đang làm đại diện và việc ăn mặc như vậy sẽ dễ gây mất thiện cảm với nhãn hàng, khiến họ không hài lòng hoặc cân nhắc lại khả năng tái ký, hợp tác. Mặt khác, dù tài nguyên của Trường Lăng Hách đang bị hạ cấp, song một bộ phận công chúng lại cảm thấy đây không hẳn là điều xấu bởi anh sẽ có nhiều thời gian để tập trung hơn vào sự nghiệp diễn xuất và cải thiện kỹ thuật diễn còn nhiều hạn chế của mình. Trường Lăng Hách chính thức chạm ngõ làng giải trí vào năm 2019 với bộ phim Thiếu Nữ Đại Nhân. Từ đó đến nay, anh chàng cũng rất tích cực đóng phim, góp mặt trong nhiều dự án, bao gồm cả vai chính lẫn vai phụ, cameo. Có thể kể tới Tôi và Thời Niên Thiếu Của Tôi, Thường Lan Quyết, Hổ Hạc Yêu Sư Lục, Vân Chi Vũ. Anh ấy bước ra từ ánh lửa, cameo, Ninh An Như Mộng. Trường Lăng Hách và Bạch Lộc từng vướng ồn ào hẹn hò trong phim khi đóng chung Ninh An Như Mộng. Đây cũng là bộ phim được đầu tư lớn, trọng điểm của nhà đài Trung Quốc trong năm 2023. Thế nên sau khi phim lên sóng, dân tình đều cho rằng những điều này sẽ giúp cái tên Trường Lăng Hách phi thăng đến gần khán giả hơn nữa. Nhưng kịch bản không ngờ tới nhất là diễn xuất hạn chế đã cản bước con đường thăng tiến của anh chàng. Trước đó, Bạch Lộc, Trường Lăng Hách từng được đánh giá là cặp đôi phim giả tình thật nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy đã lên tiếng phủ nhận, nhưng cả hai liên tục bị bắt gặp có những hành động thân mật trên mức tình bạn. Một số fan từng bắt gặp hình ảnh Bạch Lộc và Trường Lăng Hách diện áo đôi với màu sắc, kiểu dáng tương đồng. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng việc các nghệ sĩ vô tình có trang phục giống nhau là điều hết sức bình thường, không thể coi đó là bằng chứng hẹn hò. Đến tháng 9 năm 2022, Chanxina đưa tin Bạch Lộc thường xuyên tới nhà nam diễn viên Trường Lăng Hách qua đêm. Sau khi kết thúc quá trình quay phim Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc và trợ lý đã đến nhà riêng của Trường Lăng Hách. Sau đó chỉ có trợ lý rời đi, còn nàng Tiểu Hoa vẫn ở lại. Đến ngày hôm sau, cô được trợ lý quay lại đón. Ngày Trung Thu, Bạch Lộc đến nhà Trường Lăng Hách và tự mở khóa vào nhà. Trong quá trình quay Ninh An Như Mộng, cặp đôi cũng bị bắt gặp có nhiều hành động trên mức tình bạn. Một video hậu trường của đoàn phim đã quay lại cảnh Trường Lăng Hách lau bánh kem trên mặt của đàn chị. Tuy nhiên, có tin đồn cho rằng cặp đôi đã bị công ty quản lý phản đối vì sợ ảnh hưởng sự nghiệp. Cả hai cũng phủ nhận chuyện tình cảm, khẳng định chỉ là bạn bè tốt.